Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Ôi da, anh ơi, gì chúng người? Người ta ở ngoài sân, mà còn đá người ta. Thế đó. Red card. Ủa, ai giữ ngồi đó anh ơi, cái đó là phạt góc mà. Trời, hay thiệt luôn á trời. Rét này là, trời. Không nhận. Đội em đội em em như cái cửa bên nào bên nào bên tay lại bên tay lại anh chứ hết rồi ra biên rồi chưa qua đợi trọng tài không thấy check qua ra biên rồi đâu được tính ra biên ra ngoài rồi để tôi check vàng. Phát bóng lên. Phát bóng đây, đưa đây em phát bóng. Bóng ra ngoài, phát bóng lên. Em phát bóng đâu? Bóng đâu? Bóng em ngồi lên nè. Trời ơi. Đá vô anh không được dở lên. Đưa cho người ta phát bóng mà. Rồi, bắt đầu. Đâu rồi? Bé Ngân cầm váy cho em bé Ngân. Good. Ủa, anh đâu? Ủa bé. Good. Good. Đó phải xuất tiền không? Good lên kìa. Good lên kìa. Good lên kìa. Vô đâu? Hay hả? Đau. Một không. Anh đã nói rồi mà không nghe. Đứng đó là chết á. Ra ngoài đứng đi. Đứng luôn. Một không hả? Giao bóng. Anh Luật ơi, lên. Giống hả? Đưa đi. Trời. Ra ngoài. Biên. Ủa, rớt quần. Ôi gì vậy? Anh ơi. Đá biên. Anh Vinh lẹ. Đúng rồi. Hết rồi. Mệt quá. Cột lại cho anh Luật đi. Anh đùm túm kêu máy ổng vậy. Rồi đá đi. Chân đau lắm ngân. Gì vậy ngân? Chân đau lắm ngân. Gì vậy ngân? Nhẹ thôi. Hiện tại là đội mình đã thắng 1-0. Để cho trò chơi thêm thú vị, chương trình đã chuẩn bị một quả bóng. Không phải là bóng bằng da nữa, mà là bằng mũ, bằng nhựa. Plastic. Vô. Anh hoành tay lên. Hoành tay lên. Nu. Anh đá giật đầu. Đá một chân. Trời ơi. Anh. Đâu có tiêu rồi. Ngã. Ủa anh ơi. Trong máy chun đó, trong máy chun đó. Cái bàn đầu. Nữa. Ủa thủ môn thì kỳ dạ, thủ môn ra đá luôn vậy. Bình thường, thì ai, này làm cái thủ môn. Không ra đá. Chạy trước Ngọc, đúng rồi Ngọc, chạy lại Ngọc. Chạy lại cho anh Ngọc. Trời ơi. Đâu rồi? Trời. Ủa, có biết đá banh không? Ủa đâu rồi? Dạ. Ngọc giữ không thành Ngọc. Trời hả? Mệt quá hai ảnh. Mệt quá. Đâu? Mệt đâu rồi? Mệt nó chụp váy anh rồi. Đâu? Dùng tay. Chưa đủ. Không có dùng nha. Dạ đứng ngay cái chỗ của Thúy Ngân á. Để anh Vinh đấu được rồi. Còn tôi đứng nè, cái màu vàng vô kìa anh Vinh ơi. Vinh Ngọc. Vinh ơi. Đó.
Trời ơi. Trời ơi. Vô. Trời ơi là trời. Đây rồi. Ủa, trời ơi. Anh vợ. Rồi, thẻ vàng. Rồi, anh Giang, trọng tài ơi. Trọng thương ơi. Ủa, vợ sao vậy? Đang phạt, người ta vợ. Đang phạt. Rồi, ra nghỉ một phút. Trời ơi, vậy rồi sao rồi, em thua rồi đó. Mày phải chịu, ai biểu cho giấu, giấu banh trong bụng. Giỡn mà. Sao có giỡn, thể thao mà giỡn gì. Người đó banh mà giỡn. Vậy là bây giờ đội em vừa bị phạt xong là đội em cũng được giao bông đúng không? Hai không. Không. Hai không. Chưa mà, anh phải bắt đầu ở banh ở giữa chứ. Hai không, giữa gì, nãy giờ có ai thua đâu mà giữa. Hai không. Là vừa bị phạt đó. Bây giờ mới là giữa nè. Hai không rồi. Bây giờ mới giữa, nhanh đi, hết giờ. Hết một phút rồi. Giữa. Một phút hết rồi. Giữa. Anh Lực. Rồi ra. Ủa, đến luôn hả? Qua kia. Đó, tôi truyền cho em đó. Chết. Truyền cho em đó. Chết. Trời ơi. Chết rồi. Đá qua kia. Ủa, không ai coi khung thành luôn. Ủa, sao chị giữ anh là sao? Hết pin rồi. Chết. Đúng rồi. Chết. Đúng rồi. Hết rồi. Hết một phút rồi. Rồi, hết một phút và hết hiệp luôn. Tỷ số hiện tại là đội chúng ta đang thắng là 2-0. Đổi sân. Sao anh chơi dở quá vậy? Tôi chơi dở. Đá banh là nghề của anh mà. Tôi chơi dở. Nghỉ giữa hiệp và chúng tôi đã mời tới đây một ca sĩ để trình diễn cho các bạn. Đúng rồi. Thiên Ngân. Sao ca sĩ bệnh không vậy? Đang bệnh rồi. Đang bệnh rồi, thôi không có trình diễn nữa. Rồi. Đá luôn. Ủa? Ăn gian quá à. Nhớ lên thầy. Tranh thủ. Trời ơi, vui rồi. Đưa trái bóng, tranh thủ. Rồi, mời Xuân nghỉ một phút. Rồi, giao bóng, chơi. Chết rồi, Vinh ơi. Anh Vinh ơi, cố lên, Vinh ơi. Đâu anh. Tôi có hoài rồi. Trời ơi. Trời ơi. Đánh lượt. Tới rồi. Nhớ lên thầy. Tôi thấy Vinh. Giật thủ lực luôn. Đá banh mà giật nhau quá. Rồi, mời nghỉ một phút. Hết giờ rồi, ra nè. Rồi, ra nè. Ra đúng không? Giữa. Ủa? Vô, đâu rồi? Đó đâu? Xí. Không có xí. Lẹ. Lo âm thanh. Lo âm thanh. Gì kì vậy? Yeah. Thẻ đỏ luôn. Cái vừa rồi không tin luôn. Red card. Ủa? Cô là... Cái gì rồi không tính luôn. Cái gì rồi không tính. Ủa đồng đội. Thái kêu. Xuân ra được rồi anh. Xuân trở lại. Yeah. Ngọc nghỉ luôn. Ai mượn. Ủa vậy rồi. Bắt đầu. Kẻ Lớn anh lớn 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 lớn. Kẻ trở lại ơi. Kẻ đứt đèn vậy. Hết bệnh, lộn bên em bụng. Bên em đồ duyên. Chừng nào trọng tài cho không được. Anh luôn anh vô nên Vinh đâu được. Ở dưới đích này nè. Dết. Đáo này là con á. Dết chị ơi. Em trai của anh. Chuyện là em trai. Ôi da. Anh ơi gì chúng người. Người ta ở ngoài sân mà còn đá người ta. Thế đó. Red card. Ủa ai giữ ngồi đó anh ơi. Cái đó là phạt góc mà. Đây em giao nè anh Lực. Lên Lực. Một. Sống yếu dạ. Hai. Hay quá dạ xuống luôn. Gì vậy dạ? Anh Lực. Lên Lực ơi lên. Lên luôn anh Lực. Cái gì vậy Cưng? Hay quá. Hay quá. Anh Lực. Nữa. Ôm nữa. Mấy con ôm nữa. Mấy con mới vừa ôm em. Ôm nữa. Làm sao. Cái này giữ. Chân nào giữ mấy bạn. Lên luôn. Nó dài quá. Sao em đá chân anh vậy? Từ để thủ môn cầu thủ có mang giày. Câu giờ. Tôi không có câu giờ. Coi dừng nha. Em lên 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 con ơi lên. Đâu rồi? Ủa con ngân. Ủa anh làm gì nữa kìa. Anh Giang. Anh Vinh kìa.
Chơi ăn gian thiệt luôn á. Dạ vâng thầy. Vi phạm luật nhân quả. Nghỉ một phút. Trời ơi, đội có hai người, đứa thì bị đuổi, đứa vô nghỉ một phút, còn mình tôi phút cuối cùng luôn. Dạ luôn. Xin luôn. Ráng hai trái đi Lực ơi. Bánh đâu rồi? Ông giấu cái bánh rồi kìa. Đâu? Ra đây. Hay quá. Trời hay quá dạ. Kéo quần hay quá dạ. Dễ gì. Kéo quần lên anh Lực. Kéo cái đầm lên đúng rồi. Hay quá. Hay quá Lực. Hay quá xuân. Ra viên. Lực phát bóng lên. Hết rồi. Hết một phút rồi. Hết một phút. Chưa. Vô luôn xuân. Vô luôn xuân. Vô luôn xuân. Vô luôn xuân. Đâu rồi. Vô rồi. Vô rồi. Lên Lực ơi. Ôi, dừng lại, 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 dừng lại. Ai cho bé gần vô? Em được chưa? Gì vậy? Em cản vậy mà anh. Red card. Em cản sao? Em cản sao? Red card. Đánh trong tay. Bên kia, bên. Cầu thủ bên kia diễn rồi. Đánh trong tay. Rồi mình nhận thắng hay không nha. Ráng nha. Ngân vô. Oh no. À. Ây. Chết 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 chết. Một người thôi. Một người thôi. Mẹ Ngân. Ây da. Lui về kìa. Chết rồi chết rồi. Ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi. Không phải. Hai đứa chuyền qua chuyền lại là ăn thôi. Chạy lên đi. Chạy lên Ngân. Hay quá. Ê. Đưa cho Ngân nè. Ngân ơi đóng vô. Qua luôn. Dạ. Ê. 2-1. Trời ơi quá nguy hiểm. Vô. Để cho em sống sao. Con. Biên này thoải mái. Biên này thoải mái. Biên kia mới lo. Biên này thoải mái. Vô. Vô luôn. Kìa. Trời ơi, chỉ được. Trời ơi, là trời. Trời ơi, ổn quá. Tôi đưa với anh đẹp vậy thôi chứ. Hai điều nào. Kéo vẫy mạnh lên, dạ ơi. Anh làm gì? Hai điều quá khủng khiếp. Đá hai lần. Vâng. Muốn đá anh Lực quá luôn á. Anh Ngọc ơi. Mình đánh gì? Tôi có mới đầu với anh Lực luôn á. Được. Đội này đá thì đội kia phải làm thủ môn. Tôi sút cho em chụp. Em đá trong mặt anh luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Vậy? Quá. Mình đến đi. Em tức anh Lực lắm luôn á. Mình đến không có gì hết. Bé đó mình đến sung quá anh Lực. Đấy anh. Trời ơi. Ba cái chuyện đá này thiệt á. Nè. Nè. Chúng ta sẽ đá trên một sân bóng trơn trượt. Và để đảm bảo cho các thiết bị âm thanh thì chúng ta mặc áo mưa vào. Xin mời Lan Ngọc, tôi thách đấu với em, chúng ta không bận gì hết. Wow. Có hai điều sẽ xảy ra. Thứ nhất là khi không mặc áo mưa, hệ thống âm thanh nếu hơi các bạn tự chịu. Tôi chơi với em luôn. Anh đền cho em luôn. Không có đền cho em. Của ai hư thì người đó đền. Ủa kỳ, anh thách em mà. Anh không thách. Vậy thì em không chơi. Không chơi thì thôi, hai đứa mình cùng mặt. Như không à. Thiệt á. Đi vô. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị chơi. Bên nào đá, bên nào chụp. Tôi sẽ chụp. Rồi, đợi đi. Đợi đi chụp trước. Được. Bây giờ nè, trước khi mình xuất á, mời Đạt Duy sáng tác một đoạn rap về bóng đi. Chuẩn bị đá bóng nhưng mà nhìn anh Luật. Cái chán anh Luật nhìn như là trái bóng. Như là trái bóng. Yêu khích anh luôn. Em đang định nói chỉ có hai điểm nhắm. Một là Phúc Thành, hai là anh Lực. Chuẩn bị để bóng anh nhìn trái bóng như đầu anh Lực. Đầu anh Lực là như trái bóng. Nhìn cái trắng anh Lực nhìn như trái bóng. Ok, tôi đã thoa hết chỗ này rồi.
Ok. Rồi chuẩn bị. Đừng cắn cái đầu anh rồi. Wow. Wow. Hay hả? Chết rồi. Ôi, anh ngồi thôi mà anh làm được tất cả luôn á. Trời. Bàn tay ta làm nên tất cả nha. Mình phải đánh lạc hướng. Đánh lạc hướng nha. Đánh lạc hướng là vậy đúng không? Đánh lạc hướng là vậy đúng không? Chị Ê, vậy. Em tha cái đó hồi em suốt nước vô mặt tôi. Không có vô đâu. Sao mà tới anh được? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Em thấy trời hại chưa? Chơi lên nào. Chơi lên nào. Chơi cái gì đó. Chơi lại đi, cái trái hồi nãy là. Không, không, không. Như vậy là hai quả đã trôi qua và chưa có điểm nào. Chơi gì quả nữa đó. Tiếp theo. Trời ơi, hay thiệt luôn á trời. Rét này là trời. Công nhận. Đội em. Đội em. Em như cái cửa. Bé Ngọc. Bé Ngọc ơi. Hết đá rồi đeo làm chi vậy? Hết đá rồi đeo. Dạ, cái đầu rồi dạ ơi. Còn bạch làm gì nữa? Ủa là có còn không? Xong luôn Ngân rồi Ngân. Vậy thôi để cho Ngân. Rồi Ngân, Ngân vô. Ngân vô em. Ôi để chơi chung với em hôm nay. Đi gội đầu chung luôn. Ba quả trôi qua rồi. Ra nóng bị gì vậy? Ra chung rác nha. Đừng có giỡn. Ra nóng bị gì vậy? Dân. Vậy thôi em ơi. Em ngủ lỡ giờ rồi. Con người xấu tính dễ sợ luôn á. Ai chụp? Tôi chụp. Rồi. Anh Lực ơi. Cho anh Lực té đi. Xu xí. Ngọc chính ra. Trong lúc chụp bấm tôi qua quạo tùm lum. Lúc đó không được trách anh em đồng nghiệp nha. Mục tiêu của em cho dù không vô không thành thì em cũng sẽ trả thù giùm chị chứ không à. Đúng rồi. Ngân. Em phải phóng lại em mới đá nó đi được. Không em phóng lại em té thì chị nè. Rồi sao. Nè em chấp em một tay thôi nè. Nhiều thủ môn có thể làm được. Như Bùi Tiến Dũng. Thiệt á. Bé nặng anh kim. Trời ơi anh chắc lắm. Đừng lên tương tàn. Ôi cho lại đi chứ. Không có. Tôi thấy là hai em có thù hằn với nhau. Bốn quả trôi qua chưa vô chưa chưa vô quả nào. Em xin lỗi tại vì á chị nói là... em phóng đi em phóng đi. Hả phóng sao? Em phải phóng đi. Em phóng em té rồi. Em nhắm. Mình làm đó, một vòng nào. Em phải xoay một vòng. Đúng rồi. Đi. Rớt. Rớt. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Năm quả, không vào quả nào. Bây giờ đội Luật sẽ đá và đội kia sẽ chụp. Đạt ơi, cố lên, chụp đi Đạt ơi. Ngọc, tôi muốn em vô chụp. Để chị Đạt. Ok chị. Ủa anh Lực có thù với bé Ngọc á. Một trái một. Nhẹ thôi nha. Rồi, hồi nãy em đá tôi mà kêu nhẹ hả? Em chưa đá trúng anh luôn á. Đừng để té là nhục lắm nha anh ấy. Vô. 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 Vô nha mọi người. Vô. Rồi. Chị Ngọc đã chụp được rồi. Chị Ngọc đã chụp được rồi. Được rồi. Đúng là vô rồi. Vô rồi. Thưa quý vị, như vậy là ở lượt đá của đội Ngọc á, thì không vào quả nào. Đội của Luật mới đá trái đầu tiên thắng luôn. Không.
Nhưng mà cho em đá chứ, vẫn đá chứ. Bây giờ vậy, mời Ngân vô chụp Trinh đá. Dám cắn anh ha, dám cắn anh ha. Được. Ngân cắn anh nào vậy? Ngân cắn anh nào vậy? Mới hồi nãy. Khoan khoan, em chưa. Từ từ. Hồi nãy bé nó còn tổn thương dòng trước rồi anh Vinh à. Vinh à. Ủa sao bên đây đá nhẹ quá vậy? Người ta đá vô chứ vậy mới là vô mới tính. Không, em tự đá vô không được tính. Hay giữ mặt mũi cho gia đình mình. Dạ vô. Dạ vô. Chung quanh lại luôn. Dạ muốn ai chụp? Đạt Duy. Đạt vô. Dạ với Đạt á. Thua thảm hại. Em đã nói là chung đội là thua mà. Không nghe. Ủa vậy thua 3-0 rồi đó hả? Vâng. 3 game này thua hết rồi hả? Có đâu. 3 trò chơi này thua hết. Có đâu. Vô. Tết nè. Suýt. Không phải đứng không vững sao suốt đâu. Đừng có chỉ cái mũi chân nha. Em biết luôn. Rồi. Em biết 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 rồi. Em đã nói rồi. Gặp đâu đó. Bây giờ vậy nè. Ba đứa mà... vô nè. Ba đứa vô cũng thành luôn. Chơi. À. Chắc một mình anh lượt luôn. Mời ông chú. Lượt dẫn đá góc kia luôn. Ba đứa chắc một mình anh lượt luôn. Lượt đá góc nào? Báo trước luôn. Tôi đá góc này. Đúng một góc này thôi. Đừng để té nhục cho anh ấy. Yên tâm. Alo. Tự nhiên mà giống bia đỡ đạn vậy. Alo. Con người tôi thẳng tính lắm, tôi xuất thẳng không à. Bây giờ nói chung là cái cuộc chơi tới thời điểm này là 3-0 rồi. Ba game đẹp, ba game đẹp thua hết rồi. Còn cái này đá vui rồi. Ôi thách thức. Tôi với Lan Ngọc đá chụp nhưng mà mình phải bắt chớn từ đây, mình chạy vô mình suốt chứ không biết chỗ. Chơi không? Cặp này đã có một cái màn quyết đấu này đã chạy từ xuyên chụp đúng không? Người đá mấy quả? Mỗi người đá 2 quả. Ai thua thì mua đồ ăn cho cả gia nghệ sĩ thôi. Đúng rồi. Ai thua thì mua đồ ăn cho 7 okay. người. Tôi chụp trước hay em chụp trước? Anh đá trước đi. Ok. Phải bắt chớn nha. Té nè, té nè. Vậy cái đó là em lúc nào chẳng chạy. Cái đó là em là chân gian quá vậy. Một quả. Rồi một quả là chạy đi. Chưa, anh nói cái đó là em đi rồi. Chạy hoài à. Tôi đứng tôi chạy đó thì anh đó bắt chơi gì đó. Em muốn đi chậm em đi, muốn đi lẹ em đi chứ. Vô. Mày chạy vô chạy. Chơi vô lại một trái mà không được. Anh được chân gian. Chơi tuột quần luôn chứ không phải giỡn. Thôi anh đi lại đó. Đừng có xô đẩy té bây giờ. Bây giờ còn một trái. Tiếng luật 2 quả và 1 quả bây giờ tới được Lan Ngọc. Thôi phải ăn cho bằng được mà. Để rồi thôi. Trước khi Lan Ngọc đá thì xin hỏi mình muốn ăn gì? Bông con biết cá gì đi. Không, mình đi đừng ăn món nữa, ngán rồi. Ăn king crab. King crab. Cua hoàng đế. Cua là bên Anh Giang đã tài trợ cho em rồi. Để mọi người muốn ăn bao nhiêu con cũng được hết. Lui ra, lui ra. Lui lui lui, đúng rồi mình buông. Rồi. Hai, nghe ăn cái mình buông vô nhanh ghê. Xong ghê. Chết rồi, cố lên chị Ngọc ơi, còn một trái nữa kìa. Sống chết cũng phải chơi trái này. Chị, em có cách rồi, em có cách rồi. Chị chơi đây nè. Chị chạy tới chị ôm cái trái banh chị lao vô người ổng. Để em đẩy. Làm làm gì vậy? Làm gì vậy? Ủa Ngọc hết chuyện em nghe lộ
là bà đi bỏ bơm không á. Tôi tưởng đâu là bà đi bỏ bơm không á. Mà cái vấn đề là tới gần rồi, quăng như thôi quăng cũng không được. Cái vấn đề là ăn gian, ăn gian không tới nơi. Xác ba mày quăng vô cũng bị người ta đẩy ra. Cái số là số phải mua đồ ăn cho mọi người rồi. Em chỉ chị, em tưởng tượng là chị giống như một quả bô ly chứ không biết chứ ba. Chị ba vô. Ấy thôi chị đi, đi. Đâu làm thử. Đâu làm thử với Vinh coi. Đâu. Thấy em vậy hả? Ai em định chụp chơi bóng em bay vô gì luôn nè. Em bay vô gì luôn nè. Thật lòng á, anh nếu mà người cay lại anh cũng dám nhận em chung quê luôn. Thôi bây giờ anh Giang vô đi. Anh đấu với em. Vô. Chơi luôn. Vô chụp đi. Chơi luôn Ngọc. Ê. Nè Ngọc. Nhỏ anh chỉ em một cái mẹo, tại vì em rất là dẻo, em chỉ cần vậy thôi là không bao giờ người ta bắt được nè. 1, 2, 3, 4, 5 thấy không? Phải không? Sẵn sàng chưa? 1, 2, 1, 2 à, wow. Hai quả luôn mà. 1, 2, 3, 4, 5 À! Wow! Wow! Woo! Hay quá. Hay quá. Hay quá Giang ơi. Hay quá Giang ơi. Hay quá Giang. Giỡn mặt. Em giống như là một cái sự thất bại luôn á mà. Ngân đá đi ngân dơ lắm rồi. Sao sao bí quyết sao? Bí quyết chuyên Ngân á. Chị xe bét. Trời ơi, đứng đây mà. Ôi té này đau. Ôi đau lắm á. Đau lắm á. Thật ra là thưa quý vị là thua 3-0 rồi, giờ phải có một cái gì đó để có điểm, một điểm cũng được chứ đúng không? Mời tất cả. Điểm danh dự, điểm danh dự. Mời tất cả lui về cuối đường băng. Bây giờ chơi mỗi người một quả thôi. Ai đá được trúng sàn ngang thì lập tức đội đó thắng. Nguyên ngày hôm nay luôn. Sàn ngang. Hay. Ví dụ. Wow. Gần giống. Mỗi người một quả 10 phân vẹn 10. 10 phân vẹn 10. Ôi. Không chính xác. Tiếp theo. Vô là lượt đúng không? Vô sàn ngang á. Sàn ngang. Sàn ngang là trên. Bà biết sàn ngang là sàn gì không? Ôi. Wow. Rồi tới Ngọc. Hay quá Ngân ơi. Yeah. Giàu không vậy? Rồi Ngọc đây, nữ hoàng bóng đá. Em truyền bán bóng cho tôi à? Cố lên đại ơi. Trời ơi, yeah. Sức ngưng nó mạnh lắm. Tự nhiên em thấy anh Luật em nhớ thấy cho bóng rồi. Em có thể canh hai chỗ. Chờ ngay nha. Còn lại là quá xuất sắc, quá xuất sắc. Phần nữ này phải dành cho đội em. Quá xuất sắc. Yeah. Thở đá nữa đi, hai trái rồi. Đá luôn. Mấy đứa thức tỉnh hay điên vậy đó. Tránh nhà anh ấy. Đá đi em. Em đá cũng vui lắm á. Trời ơi, giỏi luôn á. Ây da. Ây da. Thật ra là gì nè mọi người. Mấy bạn chắc có xem bóng đá đúng không? Bóng dội xà ngang có tính không à? Nhưng mà quy định của bên đây là tính à? Nói chung là trong cái phần thử thách về sàn ngang là đội mình thắng.
là phần chơi vui thôi. Dạ không, anh nói là chơi chung cuộc mà. Nãy giờ mình thắng toàn với phần chơi vui không à? Còn mấy phần chơi thiệt không có thắng. Còn từ đầu tới giờ 3 game là đội tiếng Luật thắng tuyệt đối. Chúng ta đến phần tiếp theo của bảy nụ cười xuân. Mời. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.